Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình web nhận tóc cần một chạy trên nền tảng B&B Smart Chain nha các bạn. Để tham gia chương trình hôm nay, quản lý phần link mô tả mở tay ra. Bằng B&B Smart Chain này mình chưa thấy con nào vậy nhưng các bạn gọi bằng chain này. Các bạn sẽ nhận được 0.001 tóc cần sale khoảng 15 đô. Rồi các bạn chain này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ join vào kênh group kênh seller top căn này, mình sẽ vừa làm vừa tìm không biết lý sàn cho tất cả các bạn. Rồi, các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Rồi các bạn subscribe tiếp kênh Telegram nè. Khi nào nó về thì mình sẽ thông báo các bạn. Con này nó đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn ơi. Chưa lý sàn quá. Thôi kệ đi, mình làm lại đi nào, về mình tính tiếp nha các bạn. Rồi các bạn theo qua thì các bạn follow và tan ba người bạn nha các bạn. Mình nhắm vào fan nè các bạn. Mình làm ai góp thì mình tao cần nó về thì càng lâu dài thì càng có lợi cho mình nha tất cả các bạn. Thì chờ tao cần lên giá thì mình sẽ bán thôi. Rồi các bạn theo dõi. Để mình lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn like và tao quýt nha các bạn. Nhân ban like nè, tao quýt nè. Tăng ba người bạn của mình vào nha tất cả các bạn. À công. Này, à công. Ba nè, các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút submit đi tên. Rồi các bạn điền lại username Telegram nha các bạn. À công. Anh 1133. Submit link for links. Rồi các bạn gửi lại một cái đường link profile của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào bio trên đầu nè, các bạn bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Các bạn nhớ like cho nó nữa các bạn. Mình sẽ giúp mình kết nè. Có like không ta? Rồi mình bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại một cái đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thôi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ B&B Smart Chain, có thể các bạn có thể dùng trên ví trúc wallet, MySell wallet, các bạn copy địa chỉ B&B Smart Chain hoặc có thể copy địa chỉ ANAT trên ví trúc wallet mà cũng được các bạn. Tại vì chạy trên nền tảng B&B Smart Chain nó cũng chung một địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào B&B Smart Chain nè, các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời, bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 0.0001 token sale các bạn. Đây lên ghép, các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè những thằng đi kiếm thêm token cần nha các bạn. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.